nhằm giúp bà con ngư dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sớm khắc phục sự cố thiên tai. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Quy Nhơn và xã Nhân Lý đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị nhằm tiến hành trục vớt các phương tiện tàu thuyền bị chìm trên biển Nhân Lý. Trong sáng nay, biển Nhân Lý khắc thường sau sự cố mưa lớn và lốc xoáy sáng 31 tháng 3. Khu neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân trong xã trở nên trống vắng, không một phương tiện nào neo đậu trên biển. Một phần bị nhấn chìm trong nước, số còn lại, bà con ngư dân lo sợ phải di chuyển vào cảng cá Quy Nhơn để neo đậu. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Quy Nhơn và xã Nhân Lý đã huy động gần 250 cán bộ chiến sĩ, lực lượng xung kích ở các địa phương và bà con ngư dân cùng nhiều phương tiện, thiết bị tiến hành trục vớt các phương tiện tàu thuyền bị chìm trên biển Nhân Lý. Thì cho đến thời điểm này thì cũng đã rà soát toàn bộ cái số phương tiện chìm của ngư dân. Cái khó khăn vướng mắc hiện nay là một là hiện nay là cái thời tiết nó cũng đang bắt đầu là chuyển gió, cho nên là cái lực lượng mà làm nhiệm vụ trên biển ấy cũng gặp tương đối khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay là điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tăng cường. Các cơ quan chức năng và bà con ngư dân đã thuê thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm phương tiện và ngư lưới cụ, nhưng nước rất đục nên ảnh hưởng tới tiến độ trục vớt. Vì nước nó cũng lở lắm anh, nước keo nước thầy cầm thấy khoảng cỡ chưa đến 1 mét anh. Với ngoài đó em lặn xuống ngoài kia thì cũng có số mà ghe nó chìm xuống neo nọc, nói chung tè le dưới đó. Nhờ mấy anh em, mà những anh em biên phòng với anh em lực lượng ở đây này dù nó giúp đỡ, chạy lên kêu chạy xuống giúp đỡ cũng được, cũng tốt. Tốt thì anh em xuống cũng kêu lên đó. Toàn bộ chỉ huy cái lực lượng cứu kéo trên biển thì do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đảm nhiệm. Khi phát hiện được cứu kéo được các tàu neo vào bờ thì chúng tôi sẽ chỉ huy lực lượng anh em dân quân và ban chỉ huy thành phố tập trung phối hợp với các đồn biên phòng, rồi lực lượng công an xã và các bộ chính quyền địa phương tập trung toàn lực để mà kéo toàn bộ cái tàu thuyền của ngư dân lên bờ. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho mỗi tàu công suất dưới 20 CV và 15 triệu đồng cho mỗi tàu công suất từ 20 đến 50 CV bị chìm để bước đầu hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại.